1, 2, 3, 18. Mệt quá, thở cái đã. Ủa, mình đếm tới 18 hay 17 rồi ta? Ây, sao quên nó rồi? Hello, cà tím. Yeah, định mở shop bán nón hay sao mà quyên thùng nón nhiều dữ vậy? À, em chào anh Quý Bình. Đâu có đâu, nón của em đội không đó chứ. Hả? Em đội mà một thùng như vậy luôn đó hả? Chà, sang dữ ta. Ê mà cà tím, anh có cái chuyện này anh thắc mắc lâu lắm rồi mà không dám hỏi em nè. Chuyện gì hả anh Quý Bình? Hỏi đi, em trả lời liền cho. Thì anh thấy em lúc nào cũng đội nón hết. Đi chơi nè, đi ăn nè, thậm chí đi ngủ cũng đội nón luôn. Mà đủ tất cả các loại nón hết. Hỏi thiệt em chứ không lúc nào em bỏ cái nón ra được hết hả? À ha, thật ra là có chứ. Để em nhớ xem. À, tới mùa đông năm nào trời thiệt là lạnh, có tuyết là em sẽ không đội nón nữa. Cái gì vậy, anh nghe cái gì nó ngược ngược vậy? Thường là mùa đông trời lạnh có tuyết là mình phải đội nón chứ sao mùa đông em lại cởi nón ra? Tại vì có tuyết thì người ta mới không biết em bị gầu. Ý chết, quên mất. Ngại quá đi. Rồi, bây giờ anh Quý Bình hiểu rồi. Thôi, nhưng mà có sao đâu, tóc bị gầu là bình thường thôi. Mà tại sao em không gặp doctor khỏe đi, nhờ doctor khỏe chỉ cách trị cho. Ôi trời, cà tím mà nhớ để hỏi doctor khỏe thì nói chi nữa. Chào Dr. Khỏe. Dr. Khỏe để ý nha, bạn cà tím của chúng ta rất hay quên nè, đúng không? À dạ. Vì hay quên mà sáng giờ con đếm cái thùng nón có chục lần nhưng mà vẫn chưa xong nè. Đừng lo nữa, Dr. Khỏe đã nghe mẹ cà tím nói hết rồi. Hôm nay ta tới đây á là để giúp cà tím nè. Không những hỗ trợ trí nhớ cho cà tím mà còn trị giúp vấn đề gầu của cà tím nữa đó nha. Ô, sao mà hay vậy Dr. Khỏe? Lũ ơi, xuống đây với Dr. Khỏe nào. Xin chào bạn Lũ. Ủa Dr. Khỏe, chỉ một mình bạn Lũ thôi mà có thể giúp được tất cả những vấn đề của cà tím luôn hả? Chính xác. Theo rất nhiều nghiên cứu gần đây, uống 250ml nước ép từ lựu mỗi ngày sẽ giúp cải thiện trí nhớ, giúp học và ghi nhớ rất là tốt. À, nếu vậy là có liên quan đến cái bệnh Alzheimer ở người lớn tuổi, phải không Dr. Khỏe? Đúng vậy, nồng độ cao các chất chống oxy hóa trong lựu có thể chống lại sự phát triển của bệnh Alzheimer và bảo vệ bộ nhớ. Hay quá, lựu trong như vậy mà nhiều công hiệu ghê ta. Vậy còn cái vấn đề gầu của bạn cà tím thì sao Dr. Khỏe? Một phương pháp dân gian đó nha. Mọi người chỉ cần nghiêng vả lựu rồi trộn với dầu dừa, bôi lên da đầu, rồi ủ trong vòng cỡ 15 phút, sau đó gợi lại với nước lạnh. Chỉ cần làm vài lần là sẽ thấy hiệu quả ngay thôi. À ha, mình ghi lại xong rồi. Cảm ơn lựu thiệt nhiều. Rất là thú vị. Với những chia sẻ vừa rồi từ Dr. Khỏe và em lựu, thì từ nay bạn cà tím không phải thường xuyên đội nó nữa rồi. Tự tin lên, cố lên. Cảm ơn Dr. Khỏe, cảm ơn bạn Lựu đã đồng hành cùng với Quý Bình trong chương trình hôm nay. Còn bây giờ, chúng ta hãy chào tạm biệt quý vị khán giả đi nào. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị khán giả nha.